Vâng, xin chào tất cả mọi người và xin chào bà con. Ngày hôm nay cửa hàng Việt Anh em lại giới thiệu cho mọi người một lô máy bơm nước hàng Nhật bãi các bác nhá. Lô máy bơm nước thì gồm có máy 2 thì và máy 4 thì này, cho giúp các bác vừa tưới tiêu này, không cần xài đến điện, dòng máy này sẽ chạy xăng pha hoặc nhớt hoặc là xăng trắng các bác nhá. Đấy, có máy 2 thì này, máy 4 thì này, cho các bác tùy các bác lựa chọn này. Ngày hôm nay thì đặc biệt hơn nữa là cửa hàng bên em thì sẽ xả toàn bộ các bác nhá. Xả toàn hòa bộ lô máy này luôn, đây giá cực kỳ rẻ cho bác luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu muốn lên mua một chiếc máy về để chế cháo lại hay là muốn mua về để xài thì cứ liên hệ qua bên em, số điện thoại là 0961350530. Số điện thoại này của em có liên kết với Zalo nhá. Thì các bác nào có đang có thắc mắc hay là có vấn đề gì về chiếc máy thì cứ liên hệ qua số điện thoại hoặc liên kết qua Zalo, em sẽ giải đáp và test máy thử máy cho các bác. Ok luôn. Bên mua hàng bên em thì các bác được kiểm tra hàng, test hàng, thử hàng thoải mái nhá. Bên em bao ship cho các bác này. Rất là thoải mái cho bà con luôn. Ok, thì các bác đã xem video của em thấy hay cho em xin một nút like nhá, một đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận những video sớm nhất tại cửa hàng. Hôm nay thì em giới thiệu sơ qua về từng chiếc máy thôi. Các bác là có thắc mắc gì thì cứ liên hệ qua cho em nhé. Rồi, đi vào lô máy ngày hôm nay thì gồm có lô này, lô X này, gồm có 15 cây. Cây đầu tiên, X1 là một em đến thương hiệu Zobin các bác nhé. Đấy, dòng máy Zobin rất là khỏe luôn. Em này thì công suất là 26cc, lòng 34 ly. Cái máy này thì còn hơi này, còn hơi này, hơi rất là khỏe này. Cái hai là điện rất là khỏe nha các bác nhá. Em này thì trục giật thỉnh thoảng nó bị kẹt. Đấy, cái dòng trục giật của dòng máy này thì nó hay bị kẹt đấy các bác nào, về chế cháo lại, sửa lại cái trục giật này và lắp thêm một cái chế nhá. Đấy, hay là cái bình xăng con nữa, là con này máy này nổ ok cho các bác nhá. Đấy, bán cho các bác là chỉ em này thì có 500 ngàn thôi. Đấy, bình xăng còn nguyên zin, chưa vỡ luôn nhá. Máy còn zin nhưng mà vì là cái trục giật nó đang bị hỏng này. Đấy, nó đang bị kẹt này. Cái thứ hai là thiếu bình xăng con nên là bán cho bác con này là 500 ngàn nhá. Sử dụng cái đầu bơm của cô xin các bác nhá. Đấy, cho các bác anh em thợ thuyền về sửa chế làm lại này. 500 ngàn em đầu tiên. Rồi ok, em số 2 này. Vẫn là của Zobin. Em này thì thiếu hẳn trục giật. Thiếu trục giật này, thiếu chế này. Đó. Con này thì bán cho các bác cũng là 500 ngàn các bác nhá. Thiếu trục giật, thiếu chế giống như con kia, cũng 500 ngàn, bán cho các bác về chế cháo xài lại. Đó, dòng Zobin. Ok, đến em số 3 này. Là một em đến thương hiệu là Mitsubishi. Cái này là Mitsubishi TB các bác nhá. Công suất là 26, xin lỗi các bác, đây là Mitsubishi TU này. Công suất là 26cc, lòng 34 ly. Em này thì còn giật lổ ngon lành cho bác luôn. Đấy, thế các bác chạy xài được ok luôn. Thì em này thì nó hơi cũ một chút. Đấy, thứ nhất nó hơi cũ một chút. Các bác nào mà mua về để xài gia đình, không cần quan trọng về hình thức mẫu mã máy thì xài em này. Em này bán cho bác là 1.200.000 các bác nhá. Đấy, chụp giật này, còn máy lổ ngon lành luôn các bác nhá. Đó, 1.200.000. Một em X3 này, Mitsubishi. Ok, đến em X4 này. Là một em đến thương hiệu là Cosin các bác nhá. Đấy, máy móc của dòng Cosin này thì rất là mới luôn, mới như đập hộp các bác luôn nhá. Đó, thì cái đầu bơm của dòng máy này thì em này để ngoài trời hơi lâu nên là nó bị màu xỉn các bác nhá, màu trắng kiểu vẩy trắng ấy. Nhưng cái này thì mình về lấy dầu nhớt mình đánh lại để sạch thì ok các bác nhá. Tại nhà không có bận quá nên là bán xả luôn cho các bác. Đó, bình xăng rất đẹp luôn, máy nổ ngon lành cho các bác nhá. Em này thì bán cho bác là 1.400.000 thôi, một em Cosin. Dòng này thì đẩy quá khỏe cho bác luôn. Lưu lượng nước đạt tới là 120 lít trên 1 phút, cột áp của nó là 36 nhá bác nhá. Lòng 34 ly. Đấy, rất là khỏe luôn. Dòng này thì đạt đến 100, nói chung là 1 phút mà 220 lít là rất là khỏe rồi, giúp các bác tưới tiêu hay là dẫn nước của ruộng đồng. Rất là ok luôn. Cosin X4 bán cho bác là 1.400.000, bao ship đầy đủ cho các bác nhá. Rồi, đến em X5 này, là một em đến thương hiệu là Sinewa các bác nhá. Nói về dòng Sinewa thì có một số các bác nào đã tham khảo hay là nghe nói qua về dòng Sinewa thì là một thương hiệu rất là nổi tiếng tại Nhật Bản này. Dòng này thì trâu bò và khỏe. Em này thì công suất là 25cc, lòng 34 ly, mã là GP250 các bác nhá. 34 ly, bình xăng trên. Đó, em này thì các bác mua về xài gia đình. Đấy, em này thì thiếu mất cái tay sách nhá. Mua về xài gia đình, không cần mẫu mã máy đẹp mà muốn trâu bò khỏe thì các bác lên xài em này, 120 lít trên 1 phút. Đó, em này thì bán cho bác là 1.300.000 nhá, bao ship đầy đủ đồ cho các bác luôn. Đến em số 4, số 5 này, số 6 này. Số 6 là một em đến thương hiệu là của Cosin nữa các bác nhá, dòng máy của Cosin nữa này. Em này thì cũng là bình xăng trên, em dòng kia Cosin là bình xăng dưới. Cosin này thì công suất là 25cc, lòng 34 ly, made in Japan luôn tại máy luôn các bác nhá. Đó, bình xăng trên này, rất là khỏe luôn. Trâu bò, dòng này thì mình tưới tiêu, các bác tưới ở khoảng 200-300 mét, thoải mái luôn, đứng một đầu tưới hết cả vườn rau luôn các bác nhá. Đấy, hay là cây ăn trái thì xài dòng này thì quá hiệu quả luôn.
hay là các bác có những cái nước muốn tưới nước vào ruộng lúa thì xài những cái dòng máy này thì nó hơi chậm một chút thôi, nó chỉ đạt được đến 115 lít trên một phút này, cột áp nó 35 nhưng mà tốc độ nó rất là khỏe, nó nhanh, nó đẩy nhanh, nó đẩy khỏe, nên là mình tưới tiêu thì cũng rất là hiệu quả luôn, hay là dẫn nước vào ruộng đồng thì cũng quá ok luôn. 1.300.000 em cô xin này các bác nhá. Tiếp em số 4 này, em X7 này là một em đến thương hiệu là Kawasaki TF22 các bác nhá. Dòng này lòng 32 ly. Dòng này thì các em này có rất là mới đấy các bác này. Đây này, bình lớp áo của nó rất là còn mới này. Em đạt này 80% các bác nhá. Đấy, đây, đầu bơm thì cũng còn rất là mới luôn. Em này thì trừ vệ sinh. Đấy, các bác nào mua về xài vệ sinh hay là bán lại cho khách thì rất là ok luôn. Em này thì bán chỉ có 1.300.000 nhá. Lưu lượng nước là 110 lít trên 1 phút, cột áp nó là 35 nhá. Đầu ra họng vào là 34 nhá. Tất cả các dòng máy về bơm nước hai thì này thì chủ yếu là xài dòng họng 34 các bác nhá. Đấy, các bác có thể về những cái dòng máy lớn như cả Mitsu này hay Mazu này hay là cả Etin em chuẩn bị giới thiệu cho các bác đây thì đều có thể các bác lên 42 được nha các bác nhá. 42 48 đều ok hết. X7 này, Kawasaki này, TF22 này bán cho bác là 1.300.000. Rồi tiếp theo nó là một em X8 này, là một em Etin này. Đấy, em này thì 35cc các bác nhá. 35cc lòng 40 ly. Dòng siêu cho bò khỏe luôn, lồi đồng cối đá cho các bác luôn. Đây. Đây mã của nó em đây. Đấy, H35D 003921. Dòng này thì trâu bò họng ra họng vào 34. Đấy, đây, lưu lượng nước của em này là đạt tên tới là 130 lít trên 1 phút nhá. Và đẩy được 35 m. Đấy, đẩy thẳng đứng là 35 m nhá, thì tương đương nữa là 350 m. Đẩy là chiều ngang. Thì có chung là mình tưới tiêu tổng khoảng 200-300 m thì dòng xài em này thì rất ok luôn. Em này thì có thể hút giếng khoan các bác nhá. Tất cả các dòng máy hai thì này đều là máy dòng máy hút chân không này, không cần phải chõ các bác nhá. Chỉ cần các bác đấu ống nước xuống đấu ống nước 34 hay 42 xuống nước là kéo lên thoải mái nhá. Đấy, khi vận hành những chiếc máy này thì các bác lên đổ một ít nước vào trong cái buồng máy này, tránh tình trạng là mình giật nó kéo lâu quá giống như hút từ giếng khoan lên. Nó lâu quá thì nó sẽ cháy mất cái giòn này các bác nhá. Đấy, thì mình chỉ đổ một ít nước vào đây, coi như là nước mồi. Đó, xong mình xài. Rất là hiệu quả những cái dòng máy hai thì này thì giúp các bác mang lên đồi, lên nương, lên dãy hay là những cái nơi mà xa điện. Đấy, mình xài tưới tiêu vườn rau hay là cây ăn quả, chè cà phê đều ok nhá. Rất là hiệu quả luôn các bác. Tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho các bác luôn. Y8 này, một con trâu bò Etin bán cho bác là 1.500.000 nhá. Tiếp theo này, X9 này là một em đến thương hiệu Mitsubishi T170 các bác nhá. Hàng này thì không phải nói bàn nữa rồi. Mitsubishi là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng tại Nhật Bản luôn. Và cái dòng T170 này, T200 này, T250 này toàn những em gọi là khủng long bạo chúa các bác nhá. Đấy, thế nên là vì độ quá khỏe của nó, em này thì đạt lên tới là 130 lít trên 1 phút. Đấy, cột áp của em này là 36 nha bác nhá. Cột áp này đây, đây này, 136 này. Đó, sử dụng cái đầu bơm của Mazu Zangma các bác nhá. Đầu bơm rất đẹp luôn. Đấy, tất cả những cái gen này bằng đồng hết các bác nhá. Gen đồng này, em này thì họng ra họng vào 34 này. Đấy, đầu bơm vuông. Xài động cơ máy là Mitsu T170 bình xăng trên. Đấy, bán hôm nay ra hữu nghị giao lưu cho các bác mùa Covid bán 1.500.000. Tiếp theo đến em X10 vẫn là một em Mitsubishi T170 nhá. Nói chung là dòng này thì không phải bàn, em này thì xuất sắc, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, từ áo sống mũ mã đầy đủ hết cho các bác luôn. Made in Japan T170. Những cái dòng máy này đóng Made in Japan tại máy các bác nhá. Em này thì sử dụng cái đầu bơm là của Cosin các bác nhá, sử dụng đầu bơm Cosin. Đấy, và thông số chỉ số của nó thì đều tương đương giống như cái X9 nhá. Tức là các bác nào dài một dòng máy cắt cỏ của T170 xài dòng máy Mitsu ấy, cái dòng này cực kỳ khỏe và trâu bò luôn. Hút giếng khoan hay là đẩy đi xa thì nói chung là không phải bàn, biết chê. Ok, em X10 này vẫn bán cho bác là 1.500.000 nhá. Đến em X11 này là một em đến thương hiệu Mazu Zangma. Đấy, nói về dòng Mazu Zangma thì nó rất là phổ biến luôn tại rất là nhiều dòng máy, giống như ở máy cắt cỏ này có, máy bơm nước có, máy cương có, đều là những cái dòng máy cực kỳ nổi tiếng. Vì cái dòng Mazu này nổi tiếng và nổi bật nhất của nó là về siêu tiết kiệm nhiên liệu. Những cái dòng máy khác ấy, người ta ăn hết tầm khoảng 1 lít xăng thì cái dòng này chỉ ăn hết tầm khoảng 0,7 thôi. Đấy, giúp cái thời gian mà mình tiết kiệm nhiên liệu nó lớn hơn và giảm chi phí thành khi các bác xài những chiếc máy này nhá. Đấy, nó chỉ hơi đắt một chút thôi, nói chung là giá nó hơi cao một chút.
Nhưng mà mình đổi lại thì nếu mua một con máy 1,5 triệu về sạc khoảng 2 tháng với so một con máy Mazu dòng 2 tháng thì dòng Mazu kiểu gì nếu mà tính về tiền thì lúc đầu nó sẽ âm mất 400.000, nhưng mà tính về tầm khoảng 1-2 tháng sau thì nó có khi là cái dòng máy khác nó có thể là hơn tiền của máy này nhá. Đấy, vì bây giờ mỗi giá xăng nó càng ngày càng lên. Đấy, mà nó chạy thì ăn ít nhiên liệu nên giúp các bác giảm giá thành rất là tốt luôn. Dòng Mazu này, em này thì công suất 26cc, lòng 34 ly, lưu lượng nước đạt tới là 120 lít trên 1 phút. Cột áp của em này là 36 các bác nhá. Đó, ok, sử dụng em máy zin nguyên bản luôn, sử dụng cái đầu bơm Mazu luôn. Rồi, em này thì bán cho bác là X15, X11 này, bán cho bác là 1.900.000 nhá. Tiếp theo đến một em đến thương hiệu dòng máy 4 thì đấy, để cho các bác không thích dòng máy xăng riêng nhất riêng mà các bác mua một chiếc máy 4 thì về xài để về tát nước vào ruộng lúa hay để tưới tiêu thì em đây là một em đến thương hiệu là Mitsubishi G220P các bác nhá. Em này thì 2,2 HP này các bác này, 2,2 HP cho các bác luôn. Giá em này là 2.300.000, có chụp giật trợ lực rất là dễ lổ cho các bác, kéo nhẹ nhàng cái máy lổ nha. Dòng Mitsubishi này thế thì không phải nghĩ về dòng máy rồi. Đó, xăng riêng nhất riêng, các bác đổ máy vào là xài thôi. Đó, em này thì đang sử dụng cái họng ra họng vào là 34 nhá. Thì những dòng máy 4 thì dòng máy lớn này thì các bác có thể chế cháo lên lắp từ côn thu từ 32 lên côn 42. Đấy, từ 34 lên 42 này có khi là lên 48. Đó, hoặc là dòng 4 thì này lên 60 để ok hết nhá. Trọng lượng của những chiếc máy này rơi tầm khoảng 8 đến 10 kg các bác nhá. 8 đến 10 kg. Còn những dòng máy 2 thì này rơi khoảng 5 kg thôi các bác nhá. Em X12 này 2.3 này, em X13 này là một em đến thương hiệu là Zobin nhá. Zobin AI08 này các bác này. Em này thì có khung sắt để cho các bác nào ở những cái nơi địa hình hiểm trở hay bị trôi đổ máy thì xài những cái dòng máy có khung như thế này thì rất là hợp lý, vì mình nó đổ một cái thì nó có những cái khung này nó chắn hết trong máy rồi. Nó sẽ tránh cái ảnh hưởng trực tiếp đến máy nhá. Đấy. Xài em này thì là 2 HP các bác nhá, 2 HP AI08. Em này họng ra họng vào là 48 các bác nhá. Họng 48 này. Đấy, các bác em này thì kéo đến họng 60 là ok các bác nhá. Em Y13 này bán cho các bác này giá này 2 triệu nha các bác nhá. Tiếp đến này, một em vẫn là quả Zobin, em này là AI15. Đấy, dòng em này thì còn xuất sắc luôn các bác này. Máy này còn sáng loáng luôn nhá. Thì nó để lâu hơi lâu nên là nó hơi bụi bặm một chút, các bác thông cảm. Đấy, các bác nào mua thì em sẽ rửa sạch sẽ lại, vệ sinh lại sạch sẽ cho các bác, gửi cho các bác. Còn những cái dòng máy này thì các bác mua hàng thì các bác cọc trước cho em 200.000. Đấy, đến nơi thì các bác cứ kiểm tra hàng, test hàng, thử hàng, cảm thấy ok thì thanh toán nhá. Em này thì công suất là mã lực của nó là 3,5 HP các bác nhá, 3,5 HP luôn. Lưu lượng nước của em này đạt tới là 450 lít nhá, 450 lít trên 1 phút này. Và cột áp của nó là 35. Xin lỗi các bác, cột áp là 30 nhá. Em này thì AI15 này sử dụng cái họng bơm của nó là họng 60 nhá bác nhá. Dùng tưới tiêu này hay là mang tưới tiêu thì nó hơi áp lực mạnh quá. Trừ các bác thu về những cái 34, đấy 60 mà thu về 34 đẩy lên đồi cao để tưới tiêu cuối kiếp, dạo này thời tiết nắng ẩm hay là những cái đồi cà phê thời tiết nó nắng quá mình lên tưới tiêu thì xài những dòng máy lớn như này là ok các bác nhá. Cái thứ hai nữa là cái này thì phù hợp cho mình là về tắt vốn nước của ruộng. Đấy, tắt nước vào ruộng là hợp lý. Bô này, bô này, bô chế này rất là đẹp cho các bác luôn. Em này thì bán cho các bác là 2.500.000 các bác nhá, 2.500.000. Đây này, người ta mua chiếc máy này về người ta đẩy xa này nên là người ta đã thu về trước là 34 cho các bác nhá. Các bác nào không thích thì có thể tháo ra, lắp thẳng ống 60 đều ok hết nhá. Rồi, tiếp đến này một em AI15 nữa. Em đây thì công suất hai em y xì tương đương nhau các bác nhá. Hai em công suất tương đương nhau. Em này thì sử dụng cái đầu bơm Cosin và bình xăng Cosin nha các bác nhá. Em này bán cho bác là 2.400.000, cũng họng ra họng vào 60 các bác nhá. Đó, cho bác về xài, chế cháo đều rất ok luôn. Các bác nào có thắc mắc thì cứ liên hệ qua số điện thoại của bên em. Sau đây thì em xin phép là kết thúc video vì cũng video hơi dài một chút. Đấy, em vừa giới thiệu cho các bác là 15 cây máy bơm nước chạy xăng pha và chạy xăng trắng. Các bác nào có nhu cầu muốn mua về từ đầu máy về chế cháo này, hay mua máy về xài luôn này, hay mua một chiếc máy về để tưới tiêu làm ruộng, đấy, bơm nước vào ruộng tát mang tát nước thì cứ xài những dòng máy lớn châu bò. Mình không có nhu cầu tát nước thì mình xài những dòng máy bé. Ok, em xin phép là kết thúc video tại đây. Các bạn nào quan tâm thì cứ liên hệ qua cho em. Mọi người cho nhớ cho xin một nút like và một đăng ký kênh của chuông thông báo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn mọi người những video tiếp theo.